Thì mọi người thấy là rất là nhiều cô chú anh chị mình đang đứng xem mỗi lần đây mọi người. Thì giờ mình cùng cứ xem và chờ đợi xem chương trình tiếp theo là cái gì nhá. Rất là đông luôn. Hay mọi người đi qua phố đi bộ rồi cũng như là qua khu vực công viên Bạch Đằng á. Giờ này đứng xem đấy, xem cái tiết mục múa lân muôn rồng. Thank you.
đáo ngàn năm trong biển nhân dạng nhân dân. Một khi có người đột nhập, cặp sách quý giá sẽ hóa thành nhiều thứ, dừng lại để tiếp theo. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
Thank you.